Luận. Ở đoạn kinh trên đây, Phật dạy rằng nếu bỏ bát nhã ba la mật và theo các kinh khác thì chọn chẳng có thể được nhất thiết chủng trị. Có hàng đệ tử thanh văn do chẳng hiểu rõ nghĩa lý thâm diệu trong bát nhã ba la mật nên dạy các người theo thanh văn đạo rằng các người nên theo học các kinh thanh văn. Trong kinh thanh văn có lục trú luận, a tỳ đàm luận, phân biệt rõ các pháp tướng, đó cũng là bát nhã ba la mật vậy. Lại nữa, trong a tỳ đàm luận có phân biệt rõ về thiền giải thoát tam muội, đó cũng là thiền na ba la mật vậy. Lại nữa, có kinh bổn sanh tán thán bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn, đó chính là bốn ba la mật còn lại vậy. Lý giải như vậy nhằm khuyên người tu hành cầu nhất thiết chủng trí nên xả bỏ bát nhã ba la mật và nên tu theo kinh thanh văn. Như vậy chẳng khác gì người muốn được gỗ tốt mà lại vứt bỏ thân cây để chỉ nhận lấy ngọn ngành vậy. Tuy rằng tất cả đều là gỗ quý từ nơi một cây ra, nhưng gỗ ở ngọn ngành chẳng sao bì kịp gỗ ở thân được vậy. Nên biết rằng phải thâm nhập vào bát nhã ba la mật rồi mới có thể vì bốn chúng rộng nói về ba thừa pháp được. Trong kinh thanh văn cũng có nói về thật tướng pháp, nhưng chẳng được rõ ràng như trong kinh bát nhã ba la mật. Ví như trong cơn gió lốc, người bám vào ngọn cây chẳng được an toàn, người ôm được thân cây mới thật an toàn vững chắc vậy. Cũng như vậy, nếu chú chấp vào kinh thanh văn thì chỉ được quả vị tiểu thừa, chán nản nếu hành trì theo bát nhã ba la mật thì sẽ đến vô thượng đạo, trở nên bỏ gốc, bỏ thân mà viên lấy ngọn ngành. Hỏi vì sao nói 37 phẩm trợ đạo là thanh văn pháp? Đáp, trong bát nhã ba la mật cũng có nói đến 37 phẩm trợ đạo, nhưng ở đây tất cả đều hướng về tánh không nên hợp với tâm thể. Bồ Tát dụng đại bi tâm vì chúng sanh thuyết thanh văn pháp nên chẳng chướng ngại đạo pháp. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật thành tựu cả thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Bởi nhân duyên vậy nên người cầu Phật đạo phải học bát nhã ba la mật. Người cầu Phật đạo mà bỏ bát nhã ba la mật để học theo kinh thanh văn là thiếu trí huệ, thiếu minh giác, nên Phật đã vì chúng hộ chỉ bày rõ ràng như vậy. Hỏi vì sao chỉ tán thán bát nhã ba la mật là diệu pháp dẫn đến vô thượng bồ đề và nói hết thảy các thiện pháp khác đều là bất như pháp cả? Đáp, bất như pháp là pháp chẳng hiển bày được thật tướng pháp. Bồ Tát khởi đại bi tâm dùng các lực lượng phương tiện bát nhã ba la mật để thuyết pháp mà chẳng chắc có thuyết, nên là vô sở thuyết vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát dùng tâm vô sở đắc khai thị cho chúng sanh biết rõ các pháp đều là rút ráo không. Bởi vậy nên thiện nam thiện nữ nào thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến tránh ước niệm tu tập bát nhã ba la mật mà còn chấp tâm thủ tướng dẫn đến còn chấp thủ vô thượng bồ đề thì phải biết đó là hành bất như pháp vậy. Hỏi trên đây nói bát nhã ba la mật là rút ráo không, là vô sở hữu, là chẳng thể biên chép đọc tụng được, nói như vậy cũng là ma sự hay sao? Đáp, người tu hành biết rõ bát nhã ba la mật là rốt ráo không, là vô sở hữu, nhưng chẳng chấp các tướng ấy. Vì sao? Vì nếu chấp tướng rốt ráo không, tướng vô sở hữu là ma sự. Người thường dùng văn tự để biên chép kinh quyển bát nhã ba la mật, tự chấp là mình có biên chép cũng là ma sự. Chỉ có những người thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến tránh ước niệm, tu tập bát nhã ba la mật mà chẳng khởi tâm pháp mới chẳng bị ma phá hoại. Vì sao? Vì phá hoại những người ấy là phá hoại bát nhã ba la mật rồi vậy. Lại nữa, ở nội tâm có phiền não ma, ngoại tâm có thiên ma. Nếu bị hai chướng duyên ấy chi phối thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Nếu có khởi niệm, có chấp niệm duyên cảnh thì tâm chẳng được an ổn, duyên theo pháp thế gian. Như nghe xương tán hủy báng hoặc nhớ nghĩ đến cha mẹ anh chị em hoặc nhớ nghĩ đến bệnh tật giặc cướp vân vân cũng là như vậy, tất cả đều là ma sự của Bồ Tát. Ví như ở chung với người đồ tể sẽ dễ sanh tâm hiếu sát, ở chung với dâm nữ sẽ dễ phát khởi lòng dâm dục. Người tu hành cũng là như vậy, nếu được người cúng dường mà tham đắm lợi dưỡng thì sẽ bị trở ngại trên bước đường hành đạo. Bồ Tát khi đã biết rõ các duyên sự như vậy, phải khéo xa lìa chớ để vọng tâm phát khởi, phải xả ly các dục lạc thế gian, nhất tâm thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến tránh ước niệm, tu tập bát nhã ba la mật thì pháp sự này mới được thành tựu viên mãn, chẳng bị trở ngại, chẳng bị phá hoại vậy. Phật dạy kinh thanh văn cũng có chỗ thậm thâm, nhưng chớ nên tham đắm.
Ví như người thợ nấu vàng, tuy thấy vàng trong lò nấu hiện vẻ sáng đẹp, nhưng chẳng nên sanh tâm tham đắm, dùng tay nắm lấy vậy. Chỉ những người tu tập bát nhã ba la mật mà các căn chưa được thông lợi. Thoạt thấy trong kinh Thanh Văn cũng có nói đến vô tướng và vô tác, cũng có nói đến các nguồn gốc khổ đau, mới rời bỏ bát nhã ba la mật để theo học kinh Thanh Văn mà thôi. Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát phương tiện tu học kinh Thanh Văn như chẳng trú trong Thanh Văn Điện, mà trái lại chỉ dùng từ bi tâm hành ba giải thoát môn để độ thoát chúng sanh. Ví như tô lạc hay đề hồ có trộn chất độc có thể làm nguy hại đến tánh mạng người. Thế nhưng nếu chất độc đã bị khử trừ rồi thì các thức ăn ấy chẳng còn tác dụng giết hại người được nữa. Bồ Tát cũng như vậy, phải ở nơi bát nhã ba la mật mà cầu vô thượng đạo mới được như nguyện. Dù thấy ở các kinh khác cũng có chỗ thấp sâu, Bồ Tát cũng chẳng nên chú chấp, chẳng nên theo vậy. Phẩm thứ 47, lưỡng bất hòa hợp, hai bên chẳng hòa hợp. Kinh Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, người nghe pháp muốn thọ trì đọc tụng biên chép vấn nghĩa, dẫn đến tránh ức niệm, tu tập bát nhã ba la mật mà người thuyết pháp chẳng muốn thuyết, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Ngược lại, người thuyết pháp muốn thuyết mà người nghe pháp chẳng muốn thọ trì, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người nghe pháp muốn thọ trì đọc tụng biên chép vấn nghĩa, dẫn đến tránh ức niệm, tu tập bát nhã ba la mật mà người thuyết pháp lại lánh đi nơi khác, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Ngược lại, người thuyết pháp muốn thuyết mà người nghe lại lánh đi nơi khác, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp quý trọng của bố thí cúng dường mà người nghe pháp lại thiểu dục tri túc, nhiếp niệm tinh tấn thiền định trí huệ, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Ngược lại, nếu người nghe thích làm việc bố thí cúng dường mà người thuyết pháp lại thiểu dục tri túc, nhiếp niệm tinh tấn thiền định trí huệ, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp thọ 12 hạnh đầu đà mà người nghe pháp chẳng muốn thọ các hạnh đó, hoặc ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Có 12 hạnh đầu đà liệt kê như sau: một, mặc y bằng vải vụn lượm được đem khâu lại với nhau, nạp y cũng gọi là phấn tạo y; hai, chỉ giữ ba y, đán tam y; ba, ăn những thức ăn mình xin được, thường khất thực; bốn, thứ lớp khất thực từng nhà, thứ đệ khất thực; năm, ngồi yên ở một chỗ mà ăn, ăn xong mới đứng dậy, nhất tọa thực; sáu, chỉ ăn các thức ăn ở trong bát của mình, nhất sủy thực, cũng gọi là tiết lượng thực; bảy, không ăn sau giờ ngọ, ăn giờ ngọ rồi chẳng có ăn trở lại trong ngày nữa, bất tác dư thực; tám, ở chốn a lan nhã, tức là chốn xa vắng, viễn ly xứ; chín, ở nơi gốc cây, thọ hạ tọa; 10. Ở nơi chốn mồ mả, trùng gian tọa; 11. Ở nơi chỗ trống, lộ địa tọa; 12. Từ khi mặt trời lặn cho đến khi mặt trời mọc, chỉ đứng hay ngồi mà chẳng có nằm, thường tọa bất ngoạ. Luận hết thảy các pháp hữu vi đều hội đầy đủ các duyên hòa hợp mới có. Khi có đủ các duyên hòa hợp thì sanh, khi các duyên tan rã thì diệt. Thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến tu tập bát nhã ba la mật cũng là như vậy. Phải hòa hợp đầy đủ các nội ngoại nhân duyên, phải có sự đồng tâm nhất trí giữa thầy và trò, thì pháp sự mới thành tựu được. Phật dạy, người nghe pháp phải hội đủ tín tấn niệm định huệ, thì sự thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến tránh ức niệm tu tập bát nhã ba la mật mới đạt được kết quả mong muốn. Hỏi, nếu bị năm triền cái ngăn che, chẳng muốn nói pháp hoặc chẳng muốn nghe pháp, thì pháp sự có được thành tựu chăng? Đáp, nếu người thuyết pháp chấp thế gian lạc chẳng quán vô thường, thì tuy tâm có hiểu biết mà miệng chẳng nói nên lời, khiến người nghe chẳng biết phải y vào đâu mà thưa hỏi. Cũng như vậy, nếu người thuyết pháp khởi bi tâm muốn rộng rãi về thâm nghĩa bát nhã ba la mật mà người nghe vì độn căn hoặc vì còn chấp đắm thế gian lạc chẳng chú tâm nghe, thì chẳng có được lợi lạc gì. Trong cả hai trường hợp, pháp sự chẳng sao thành tựu được. Hỏi, nếu người nghe pháp chẳng muốn thọ trì, thì thuyết pháp cho họ nghe để làm gì?
Đáp, đây là nói về trường hợp những người nghe Pháp mà chẳng chịu tư duy cho đến chỗ rốt ráo, khiến sự thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến tránh ước niệm, tu tập chẳng có được kết quả mong muốn. Bởi vậy nên nói là người nghe chẳng muốn thọ trì. Như vậy giữa thầy và trò phải có sự đồng tâm, thì sự thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến tránh ước niệm, tu tập bát nhã ba la mật mới thành tựu được viên mãn. Nếu trái lại thì chỉ là ma sự cả. Vì sao? Vì nội ma và ngoại ma thường hay phá hoại sự thành tựu bát nhã ba la mật. Nếu hành giả tỉnh giác biết rõ các ma sự để giải trừ, thì ma chẳng thể nào phá hoại được. Nếu thầy trò phạm lỗi lầm, bỏ mất sự nhất tâm, thì thầy phải khuyên dạy khiến trò có được sự nhất tâm trở lại. Trong kinh cũng có nêu lên nhiều ma sự khác khiến hai bên thầy trò chẳng được hòa hợp, như trò muốn thọ trì tu tập bát nhã ba la mật mà thầy lại lánh đi nơi khác chẳng muốn thuyết pháp, thầy muốn thuyết pháp mà trò lại lánh đi nơi khác chẳng muốn nghe, thầy tham đắm lợi dưỡng mà trò lại thiểu dục tri túc, thầy thiểu dục tri túc mà trò lại thích làm các việc bố thí cúng dường, thầy thọ 12 hạnh đầu đà mà trò lại chẳng muốn thọ các hạnh ấy, hoặc ngược lại, phải biết tất cả đều là ma sự của Bồ Tát. Hỏi, vì sao cả hai thầy trò đều có tín tâm đều giữ giới mà một bên muốn thọ hạnh đầu đà, còn bên kia chẳng muốn thọ hạnh đó? Đáp, vì Phật dạy rằng khi thọ giới các đệ tử không nhất thiết phải thọ 12 hạnh đầu đà. Vì ở đoạn kinh trên đây khi nói, khi hai bên thầy trò chẳng được hòa hợp là ma sự mới nêu lên trường hợp này. Mặc dù thầy và trò đều nhất tâm hành đạo, nhưng nếu mỗi bên đều có kiến thủ riêng thì vẫn có thể gây nhiễu loạn cho nhau. Ví như giữa hai thầy trò có người muốn ở chỗ Na Lan Nhã để được thanh tịnh, có người muốn đồng cư với chúng sanh để hành Bồ Tát hạnh, thì như vậy cũng là có chống trái nhau, cũng là ma sự vậy. Phật lại dạy những người ở trong một chúng phải y theo pháp của chúng mà hành sự, khiến tăng chúng được hòa đồng thanh tịnh. Ví như trong chúng có người được thí chủ thỉnh thực, tự cho mình là có phước đức, lại có người chẳng được thí chủ thỉnh thực, tự than trách rồi sanh phiền não. Vì sao? Vì tâm tham trước thường ngăn che tầm đạo, bởi vậy nên những người chưa được đạo thường hay khỏi tâm tham trước, khiến chẳng được nhất tâm hành đạo. Trong Phật Pháp, người tu hành chẳng nên vì lợi ích cho riêng mình mà tham trước sự cúng dường, chỉ nên thọ sự cúng dường có chừng mực, chớ nên ăn nhiều mà sanh bệnh, chỉ ăn vừa phải để dễ tiêu hóa, thân ít bệnh. Ngài Xá Lợi Phất thường nói, tôi chỉ ăn 5-6 miếng là đủ no, dùng thêm một ít nước nữa là đủ để nuôi thân mạng tôi rồi. Ngài Xá Lợi Phất ăn uống có tiết lượng như vậy, Ngài lại chỉ ăn trước giờ ngọ, và sau giờ ngọ chỉ dùng ít nước mà thôi. Thế nhưng thân tâm Ngài vẫn thường được an lạc. Nếu tham đắm các thức ăn thức uống thì tâm sẽ bị loạn động, chẳng có được sự nhất tâm. Như vậy chẳng có được lợi ích gì cho sự tu tập cả. Nên biết quán không và quán vô thường là sơ môn dẫn vào đạo. Nhờ hai pháp quán này mà hành giả nhàm chán ba cõi như nhàm chán cảnh mồ hoang. Nếu chưa vào được đạo, chưa được tâm rộng lớn, chưa được đạo niết bàn, thì hành giả phải quán thân vô thường như tử thi bất tịnh, tán hoạn, vân vân. Quán như vậy, hành giả sẽ dễ ly dục trong bước đầu hành đạo. Nên biết về bốn oai nghi trong pháp tu thân thì ngồi là quan trọng nhất. Hành giả cần chọn chỗ ngồi thoáng mát, thế ngồi kiết già vững chắc, nhằm giúp sự tiêu hóa được dễ dàng và hơi thở được điều hòa. Khi chưa thành đại sự, người cầu đạo thường bị giặc phiền não quấy nhiễu, chớ nên tham đắm, chớ nên giải đãi nằm nhiều, rất dễ bị hôn trầm. Lại nữa, khi đi đứng thường dễ bị loạn động, khó nhiếp tâm. Bởi vậy, nên hành giả thường thọ tọa pháp. Người tu hành chẳng nên chấp vị ngon hay dở, trong khi khất thực phải giữ tâm bình đẳng, thứ lớp khất thực chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn. Người tu hành phải tri túc thiểu dục, chỉ giữ ba y vừa đủ mặc, phải phương tiện chế các giới luật để hàng đệ tử xuất gia rời bỏ thế gian dục lạc. Phật thường tán thán 12 hạnh đầu đà làm gốc. Ví như khi năm vị tỳ kheo đầu tiên đạt đạo bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, chúng con nên mặc pháp y gì? Thì Phật dạy rằng, hãy nhặt những mảnh vải vụn ráp lại thành chiếc phước điền y mà mặc. Ở đây cũng nên biết khi thọ giới là thọ pháp y, khi khất thực ngồi dưới gốc cây, uống thuốc bằng lá cây. Đây là bốn thánh chủng đầu đà. Trong tất cả các hạnh tu phải lấy trí huệ làm gốc, chớ nên chấp pháp khổ hạnh là pháp dẫn đầu. Vì sao? Vì các pháp môn tu chỉ là trợ đạo, chứ phải đều tán thán trí huệ là thù thắng hơn cả.
Hết quyển 68.